Em chào các bác. Hôm nay đây em giới thiệu lên các bác một cái cây mà em thấy rất là lạ. Và em không biết là nó là cái cây gì. Tại vì nó khá lạ, chơi nó hay các bạn. Chơi nó hay. Tại cây nó lạ mà. Các đây. Khuôn hoa tím rất là đẹp. Nhỏ xinh các bác nhá. Tím nhỏ xinh. Thân lá cái này thì đây các bác nhìn này. Thân lá thì nó như là cái hỏa hoàng ấy. Thân lá nhỏ lắm, như cái hỏa hoàng tím, à cái hỏa hoàng vàng ấy mọi người. Đây lá nó chỉ dài khoảng tầm chắc 15 cm hai bên. Chưa được găng tay đâu, găng tay đây mọi người nhìn này. Găng tay 22 sen của em ở đây, hai găng tay này. Đấy. Nói chung là lá khoảng từ 15 đến 20 sen mọi người nhá. Đấy, cái rất là bé thôi. Và hoa nó rất là xinh. Thì hôm nay em giới thiệu các bác cái cây này là để em sẽ chia sẻ về cái đặc tố và cái những cái lạ của nó mà em không biết nó là cái cây gì. Nếu những cây nào có tên thì em sẽ giới thiệu có tên luôn các bạn. À, hoa đây. Đầu tiên thì là hoa của cái cây này thì nó là dạng như kiểu là hoa cây đuôi cáo quá. Đuôi cáo hoặc sóc lào á. Nhưng mà cái vùng đuôi cáo thì nó lại là vùng miền Bắc. Ở miền Bắc thì nó lại không có cái thân lá bé này. Nó không có cái hoàng yến tử hoàng này. Mà cái này nó lại là ở vùng miền Nam. Cái này nó ở vùng miền Trung. Kiểu dạng như là Ninh Thuận hay là đại loại là loanh quanh khu vực đấy. Không biết chính xác nào đâu. Tại vì nó lìa rừng, từ rừng về thì mình không biết nó là từ đâu cả. Và qua nhiều người buôn thì thực ra thì cái việc mà xác thực thông tin thì bây giờ em cũng không nắm được chính xác lắm. Nhưng mà em nghĩ là nó khu vực miền Trung. Nó có một số cây nó dạng này. Như cây hoàng yến hay là cây hỏa hoàng ấy. Đấy mọi người biết là cái cây đấy là xuất xứ miền Trung. Và cây này thì nó thân lá nhỏ như vậy. Và nó cũng là lạ các bác nhé. Lạ. Hoa này thì nó là dạng của sóc lào. Nếu để trong khu vực trong đấy thì khả năng là có sóc lào các bác. Sóc lào hoa tím đậm cũng khá là hay. Thì đây là một cây em nghĩ nó là một cái lai tự nhiên. Em nghĩ là cái lai tự nhiên, cây này có hương thơm, thơm nhẹ các bác nhé. Thơm nhẹ, hương thơm nhẹ. Và đây là cây nó yếu, cây nó mới cho ra nên nó yếu. Nó cây này là được, hiện tại là cần hoa là cao khoảng dài khoảng tầm hơn 20 cm. Dài khoảng 20, khoảng 22 cm. 22 cm. Khi nở hết thì chắc khoảng 25 cm các bác. Và trên cần hoa của nó thì có 2, 4, 6, 8, 10, 12 bông. 12 bông. Ở cái bụi to thì em thấy là nở được nhiều hơn ấy, nhiều hơn số bông như này. Đây là cái cây này là mới tách ra, nó bé yếu nên là nó ít bông các bạn. Nhưng được cái là khuôn hoa chuẩn nở thì yên tâm là nó là chính xác. Chơi gọi là độc lạ dị thì đây nó là một cây đẹp dị. Nó không phải dị mà là nó lạ. Lạ bởi thân lá hoa các bạn. Thân lá hoa. Ví dụ như cây sóc lào ấy, thì là hoa của nó là khuôn hoa nó dạng như cái này. Form hoa như này luôn. Khuôn hoa dạng này. Nhưng mà sóc lào thì nó ra nó rủ luôn. Còn đây thì cái cần hoa này của nó thì ra nó trồng lên trời. Nó dạng kiểu cây hoàng yến hoặc là cây hỏa hoàng. Nhưng cây hỏa hoàng thì hoa nó dựng thẳng. Còn hoàng yến thì nó ra dạng dạng này. Đấy, còn tử hoàng ấy. Đấy, tử hoàng thì nó cũng là cái cây tím ấy. Cây tím, giống hỏa hoàng nhưng hoa tím ấy, các bác. Đó là cây này, nếu các bác cần thông tin thì có thể nhắn cho em sẽ gửi cho cái hình ảnh hoa nhé. Nếu mua cái cây mà gần giống cái này này. Nhưng hoa nó khác, hoa khác nhau. Lá nó khác cái này, lá khác cái này. Lá cái này thì y chang là cái cây hỏa hoàng cam cơ các bác. Lá y chang hỏa hoàng cam. Không có gì khác cả. Cần hoa nó ra cong các bác. Cần hoa ra cong. Cần hoa dài cong như cần câu rất là hay. Và hoa nó nở như bây giờ nó đang dịp tháng 4 các bác nhé. Đang là tháng 4. Tháng 4 nở hoa, rất là hay. Hoa nó hơi ngắn. Cái này thì đang mùa, ví dụ như mùa bây giờ là mùa sóc lào hỏa hoàng cũng là nhiều luôn. Sóc lào bây giờ là cũng có rồi, có bắt đầu nở rồi. Nở gọi là lác đác, còn nụ là chính các bác nhá. Nếu miền Bắc như miền Bắc em mà nụ là chính. Còn miền trong là có một số cây có thể là nở rồi. Còn cây hỏa hoàng hiện tại đang mùa. Cây hoàng yến thì nhìn chung là nó nở lung tung. Ở ngoài Bắc thì là nó nở hai mùa. Xuân hè và hè thu. Nó lung tung, mùa khá dài. Còn ở trong rừng thì không hiểu tại sao mà nó va vào nhau lại thành ra cái cây này. Đấy là cần hoa của nó. Đặc tính, hoa sum. Nó khá đẹp. Nó có con chim này các bác nhìn này. Đó, nhìn thấy đầu cánh như con chim ấy. Hai mắt vàng đấy. Hai mắt vàng như chim rất là đẹp. Nhìn chung em nhìn bông hoa này em rất là thích. Màu sắc của bông hoa là rất là đẹp quá. Rất đẹp. Nhìn chung nó cây lạ, đáng chơi. Đáng sưu tập. Nó là cây khá hay. Đấy là đây các bác nhìn bông hoa như một con chim luôn. Bông hoa nó có 6 cánh. 5 cánh một môi á,
và cái đầu như con chim, rất là đẹp các bạn, rất đẹp. Rồi trở về một chút với cả là thân lá các bác nhé. Thân lá cây này nó gầy manh y như cây hỏa hoàng cam ấy, y như cây hỏa hoàng cam luôn, lá gầy và thân dẹt, lá úp chữ V cũng khá là đều. Lá của nó thì nó có sắc tố vàng tím các bác nhé, lá nó vàng tím bé. Đây các bác nhìn thấy ngón tay của em, ngón tay của em nó rất là bé luôn, cái này bé hay đấy. Thì đại loại là bộ rễ của nó cũng rễ tím thôi, không có gì là đặc trưng cả, thân lá rễ. Đại loại là cây này nó bé, ý mà nói là mọi người nhìn cái cây nó rất là bé thôi, cái ngón tay trỏ này nó rất là to, to hơn cây rất là nhiều đấy. Nó lá của nó dài như một ngón tay các bác nhé, lá dài như một ngón tay, bé hơn một ngón tay rất là nhiều đấy. Lá bé, nhìn chung cây này nhỏ xinh khá là hay, rất là đáng sưu tập các. Ngoài ra thì cây này thì nó có một cái đặc tính là nó khá là giống với cả những cái cây cây khá giống với cây gọi là cây hỏa hoàng ấy. Thân lá cực kỳ giống là thứ nhất, cái thứ hai là cái đặc tính ở của nó khô khô một tí thì nó mới sống khỏe, còn nếu mà nó mà ướt ẩm ướt quá thì nó không sống được, hay bị hỏng gốc quá, khô khô một tí là ok. Đây như cái này em trồng than với vỏ thông, ví dụ để nó khô là chính rồi, khô xong nó ra rễ thì nó sẽ ngon hơn. Em sẽ quay cái hoa này lưu lại để có thêm thông tin về một cái cây mà em thấy nó khá là lạ. Bác nào mà có thông tin về cái cây này tên như nào thì báo em để em nghiên cứu thêm. Em thấy là nó lạ nên là cũng sưu tầm một số cây cũng khá là hay. Thì các bác nào có cần tư vấn về các cái loại cây mà nó hoặc tư vấn hoặc sưu tầm các loại cây lạ lạ thì cứ nhắn cho em. Em thì mấy cái lạ lạ này em rất là thích. Hoa của cây này thì nó cũng rất là đẹp, như em đánh giá thì nó là một cây rất đẹp, rất hay. Đây là một cây gọi là thân lá và hoa, nó là cây rất là hay, màu sắc khuôn bông rất là đẹp mọi người. Thì cái cây này nó thuộc dạng là nhỏ sinh các bác nhé. Thì các bác có cần tư vấn thì cứ nhắn cho em sẽ tư vấn thêm để mình có thêm cái thông tin về những cái cây này. Cảm ơn tất cả các bác, em chào các bác.